Hello everyone, chào các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6, cùng nhau giải sách bài tập Ma Lan Hương unit 8 nhé. Out and about phần A, what are you doing? Như video trước thì chúng ta đã học phần A trong sách giáo khoa và đã học về thì hiện tại tiếp diễn. Hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập phần A của sách Ma Lan Hương, sách màu vàng, ok? Rồi chúng ta cùng làm bài. Và đầu tiên là bài nối hai cuộc với nhau. Chúng ta sẽ có play video game, ride a bicycle, drive a car, walk to school, travel to Hanoi, wait for his friend. Rồi xuống bài dưới là cái bài thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn thêm đầy đủ vào cho đúng cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn nhé. Nam and Nga là chủ ngữ số nhiều, chúng ta sẽ A vào work, thêm in vào là working. Nam and Nga work A working to school. My brother là chủ ngữ số ít, chúng ta sẽ E. My brother is traveling to work by motorbike. Câu số 3, I am watching TV. I am watching television. Câu số 4, my family is having breakfast now. Câu số 5, Phong is reading a magazine at the moment. Rồi, câu tiếp theo đó là câu số 6, gì nhỉ? They are waiting for their friends. This student là số ít, chúng ta sẽ E. This student is going to school. Mr. Tom is driving his car. I am doing my homework at present. The girl là số nhiều, có chữ sở, sau là số nhiều, chúng ta sẽ A. Playing volleyball. Xuống bài dưới, đặt câu hỏi một người hoặc nhiều người nào đó đang làm gì và trả lời theo từ gợi ý là làm cái gì là what, what are you doing, what is she doing, vân vân và vân vân. Số ít thì chúng ta xài y, số nhiều chúng ta xài are. Ở đằng sau sẽ là doing là làm gì. Để chúng ta sẽ viết như thế này. Cái này là what. What are, tại vì you là are và doing trả lời, hỏi bạn trả lời tôi. I am, động từ đây là read và read chủ chúng ta, thêm in vào là reading book, tôi đang đọc một quyển sách. Câu số 2, Mai đang làm gì, what is Mai doing, what is Mai doing, trả lời Mai là con gái, ta ghi she, thêm y vào, she is doing the housework. Housework là việc nhà nhé. Housework. Câu số 3, what are they doing? What are they doing? Trả lời là they are traveling to the museum. To the museum. Rồi câu tiếp theo, cô Hoa đang làm gì? What Miss Hoa doing? She is walking to school. What are Nam and Nga doing? She is at. Không được, số nhiều chúng ta sẽ đây nhé. They are listening to music. Listening to music. Rồi, câu tiếp theo. Các cô gái đang làm gì? Các cô gái là số nhiều, chúng ta sẽ A. What are the girls doing? Số nhiều chúng ta xài đại từ nhân xưng thay thế là they. They are waiting. Waiting for the school bus. Waiting for the school bus. Rồi, bố của bạn đang làm gì? Sẽ là what. Bố số ít chúng ta sẽ E. What is your father doing? Bố là con trai, chúng ta sẽ xài he. He gì? He is driving. Driving chúng ta bỏ e đi, thêm in nha. Drive to work. Rồi câu số 8 sẽ là what are you doing. What are you doing?
Hỏi bạn trả lời tôi. I am leaving. Nhớ chữ e đằng sau, bỏ e đi, thêm in vào phải bỏ e đi. Leaving the house for school. Rời nhà tới trường, đó là chúng ta sẽ xài cái cụm từ là leave the house for school, là rời nhà đi học. Rồi chúng ta xuống bài 4 La Mã. Bài 4 La Mã là gì? Đặt câu hỏi với where và trả lời theo gợi ý. Where là ở đâu ha. Chúng ta sẽ hỏi là đi đâu. Where is Mr. Ha? Where is Mr. Ha going? Là ông Hà đang đi đâu? Chúng ta sẽ trả lời là he is going. Ông Tăng đi đến Hà Nội. Thêm chu vào. Chúng ta sẽ viết như thế này. Where is Mr. Ha going? She is going to school. Câu số 2. Where Hạnh và ông Hạnh và bà Thanh là số nhiều, chúng ta sẽ A. Where are Mr. Hạnh and Mrs. Thanh going? Ông Hạnh bà Thanh đi đâu? Số nhiều sẽ đây. They are going to the hospital. Rồi, câu số 3. Where are you going? I am going to the supermarket. Rồi, câu số 4. Where is your mother going? Chúng ta sẽ trả lời là C, số ít mà C, E, going to the market. Câu số 5. Where is the children? Số nhiều, children, số nhiều sẽ A nha. Where are the children going? Và trả lời là số nhiều là they are going. They are going to the zoo. To the zoo. Ok. Câu số 6 dài quá. Câu số 6 này. Nam đang đi đâu? Where is Nam going? He is going to the drugstore. Rồi, câu số 7. Câu số 7 là where are they going? They are going to the stadium. Rồi, câu số 8 là where are you and Nam? Bạn và Nam đang đi đâu? Going. Bạn và Nam thì sẽ trả lời là chúng tôi. Là chúng tôi là we. We are going to the bookstore. Đang đi đến hiệu sách. Rồi, trong bài dưới là chúng ta thêm những cái từ để hỏi vào. How là bằng xe, hỏi phương tiện này. Phương tiện gì và như thế nào, bằng cách nào. Who là ai. Who là ai. Where là ở đâu, where là khi nào. What là cái gì, what time, hỏi giờ. How many là hỏi gì. Hỏi số lượng thì chúng ta xài how many. Bây giờ chúng ta sẽ điền vào như thế này. Ông Hà làm nghề gì? Ông ấy là doanh nhân. Làm nghề gì sẽ từ what? Trẻ em chơi video game. Có bao nhiêu đứa trẻ đang chơi video game? 5 đứa. Vậy đây sẽ hỏi số lượng. How many? Ai kia đó là Miss Hoa. Ai kia đó là who is that? Rồi, mấy giờ thì bạn ăn sáng? 6:30. Mấy giờ sẽ là what time? Mấy giờ sẽ là what time? Câu số 5. Anh trai bạn đang làm cái gì? Bây giờ anh ấy xem TV. Làm cái gì sẽ là what? Rồi, bố mẹ bạn đi làm bằng xe gì? Bằng xe máy thì là phương tiện gì? Chúng ta nhớ xài how. Rồi, cô ấy đang đi đâu? Đi tới bưu điện. Đi đâu sẽ là where? Rồi, ông Tân dẫn bạn trẻ em đi tới công viên vào khi nào sẽ là when? Rồi, hoàn tất đoạn hội thoại sau. Mẹ của bạn đâu rồi Lan?
cái đó là where is your mother làm gì in her room, bà ấy đang trong phòng ấy, bà ấy đang làm gì, what is she doing, bà ấy đang làm gì, she is reading, bố bạn đâu, where is your father, he is going to work, ông ấy làm nghề gì, sẽ là what does he do, he an engineer, rồi gì nữa, ông ấy đi làm bằng xe gì, how does he travel to work hoặc là go to work cũng được nhé. Rồi he travel, so chúng sẽ thêm hoặc là go thêm s to work by car, bằng xe ô tô. Rồi cái phần a của bài số 8 đến đây là hết rồi.